hát sang cho cả bà con ha. Tiếp tục thì bữa nay hát sang quay cho bà con xem OM380 trụ Đông Sơn ha. Thì bữa nay ở đây được 38 ngày, 38, 39 ngày rồi. Đó, thì một số anh em nước chưa chạy nữa thì cũng bắt đầu là tống phân luôn để là nuôi đồng ha. Hiện tại 39 ngày là nó đã lên cái bùi nhùi 1 ly rồi ha. Thì nó bước vào cái giá trình là nuôi đồng rồi chứ không còn là rước đồng nữa. Đó. Thì nói chung về cái cách mà bà con mình canh tác lúa, tùy theo bà con mình làm nặng phân, nặng thuốc đó, thì cái dàn lúa nó sẽ ok ha. Như cái dàn lúa này em 380 bà con dòm cái dàn nè. Bà con dòm là biết không, nó rất lực ha. Đó, lực mà đều gan luôn từ trong tới ngoài. Cây nào cây nấy mẹ mẹ không. Này bà con dòm nè. 380 cây như đạt rồi. Ha. Đó. Còn một số bà con thấy cũng nặng phân lắm nhưng mà không có xịt thuốc vô. Một là trộn thuốc rải, hai là xịt thuốc hỗ trợ vô để mà cho nó phát triển, thì cái lúa nó bà con rải phân rải nó cũng phát triển theo cái mức độ nào đó thôi. Bắt buộc bà con phải hỗ trợ, đặc biệt là cái giai đoạn đẻ nhánh. Giai đoạn là cứ phân 2, 18, 16 đến 18 ngày đối với đất ba vụ và 25 đến 27 ngày đối với đất ba vụ. Thì bà con kết hợp với trộn thuốc rải, kích rễ hay là xịt thuốc gì đó thì nó sẽ giúp lúa bà con phát triển mạnh hơn, bự hơn nhé. Thì đối với cái giai đoạn mà lúa nó bự thì nó chỉ là nằm tầm khoảng cứ hăng 2, cứ hăng 3 để bà con nuôi bự thôi. Và đối với một cái cây lúa mẹ là nó bự tối đa là 1 xăng 2 là tối đa, 1 xăng 2 mà ít nào được xăng 2 lắm. Từ 1 cm đó, nửa xăng đến 0.6, 0.7, 0.8 đến 1 xăng mà dữ lắm, như cái này là 1 xăng nè. 1 xăng đến 1 xăng mốt, nhưng mà mình tính cái bẹ nó bỏ cái ghìa này ra cũng như 1 xăng là đạt rồi. 1 cm trở lên là nếu mà bà con làm lúa 1 cm trở lên là lúa bà con trúng rồi. Đó. Và chiều cao mì cái chiều cao thì nó trung bình nó khoảng một tấc, một tấc đến một tấc mấy thì cũng được đi, nhưng mà chú ý bà con lấy cái cây nó bự đi thì chừng nữa cái bông nó bự rồi ha. Đó thì về lúa thì trong canh tác đất ba vụ thì còn lưu ý cái về cái cách bón phân thúc sao, kết hợp xịt sao để cho nó có hiệu quả ha. Thì bữa nay 38 ngày hả bà con. Như miếng này lùm lùm nó chỗ cũng bông cũng im lắm nè. Thì ở đây sẵn Thất Sơn chia sẻ thuốc cho bà con rồi, Thất Sơn tách cái cây lúa cho bà con xem luôn ha. Thì đối với mức độ thì cái cây lúa này nó đã tròn mình rồi, nó sắp tròn 100%, nó khoảng 80% hả bà con. Thì khoảng 42 ngày, 3 ngày nữa hoặc 4 ngày nữa thì nó sẽ lên tinh trạng một phân, nó sẽ lên cái bông non một phân, từ một phân đến một phân mốt cho lên ha. Đó, nó quá từ tròn rồi nè, và cây bà con bóp cứng rồi. Đó, để Thất Sơn tách cho bà con luôn. Đó. Thì đối với lúa thì bà con mình hiện Thất Sơn thấy đây đa số bà con dịch ngừa ha. Đó. Đây là lúa đất ba vụ, nói chung cũng ít là bệnh lắm, nhưng mà bà con mình dịch ngừa là chính. Thì đối với cái này cũng xịt về sâu, quản lý sâu với độ ôm, lem lép cũng chưa đâu, lem lép nếu mà con quản lý cái này thì nó hơi phí, lem lép có thể đợi tới 45 ngày, 45 ngày đối với OM380 vụ này 45 ngày thì con xịt dừa để quản lý các nấm bệnh. Đây Sơn chúc bà Sơn chia sẻ thuốc cho bà con mình ha, và tách cái đồng ra cho bà con xem luôn. Đây Thất Sơn tách cho bà con xem cái OM380 vô Đông Sưng nó 38, 39 ngày nó là sao ha. Nói chung thì cây nó lùng nhưng mà lóng nó bự hết bà con. Vậy cái vấn đề làm đồng này nó cũng tùy thuộc vào cái ruộng của bà con mình làm bón phân nữa, chứ không có ai giống ai. Thì cái này bữa nay nó mới lên tinh đèn rồi bà con ơi. Đây mới lên cái tinh đèn 39 ngày à. Mà một số của bà con khác thì nó đã có cái bùi nhùi ha. Chung đây cũng tùy theo lúa nó chênh lệch. Bởi vì lúa mình con mình làm không biết đâu,
trước sau với cái cách đi phân á, thúc phân hoặc là nó sau nó sừng sau đó thì nó sẽ có sau này là chỉ mới có tinh đàn ha. Nhưng mà một số của bà con khác là bữa nay tượng ra cái bù nhùi à. Bù nhùi tượng ra tới đây à. Cái này cũng chuẩn bị tượng bù nhùi nè, 2-3 ngày ra bù nhùi nè. Thì cái này thì cũng tùy thuộc vào lúa ha. Và cái cách đi phân xịt thuốc của bà con mình nó sẽ có trễ và có ấy, nhưng mà chênh lệch với nhau cũng 3 ngày, 3-5 ngày. Thì về mặt thuốc thì Thất Sơn chia sẻ cho bà con ha. Thì nói chung thì Thất Sơn cũng nói bà con là cái vụ trong sưng này, nói về mặt bệnh thì hiện tại ở cái khu vực ở tỉnh biên An Giang đây thì thấy nhẹ hả bà con, ít có mật độ độ ôn hay là vụ này sao đục phân muối hành gì cũng không thấy hết, nó thấy hạn chế luôn. Nhưng mà mặt bệnh cũng ít nữa đó, thì nên cái vấn đề bà con xịt ngừa thì bà con muốn xịt ngừa xịt cũng được ha. Còn nếu bà con nào muốn tiết kiệm nữa thì mình nhóng nhóng đợi khi nào bà con tách ra cái bông nó tượng lên một phân trở lên, một phân á, một phân nếu phân mấy thì đó lúc đó là cái lá đồng chuẩn bị lên thì bà con xịt ngừa đô cũng vẫn được ha. Cái đó là cái biện pháp tiết kiệm cho bà con thêm một cữ thuốc đó. Thì nói chung cái đó thì bà con mình nếu bà con có chiến thuật thì bà con làm được, như Thất Sơn là Thất Sơn làm tiết kiệm tối đa luôn bà con ơi. Nói chung là từ đầu vụ giờ chỉ là ngừa mũi hành thôi chứ Thất Sơn chưa có xịt đô, nó có nhưng mà nó không phát triển thì Thất Sơn nó không phát triển thôi cũng không xịt ha. Nên là giờ Thất Sơn chia sẻ cho bà con ha. Thì bà con nào có điều kiện thì biết cách phòng ngừa tiết kiệm được thì bà con mình xài ha. Còn đây thì đa số bà con mình xịt ngừa không à, tại vì cũng tùy theo bà con quản lý ha. Giờ đồ ôm thì bà con xài thuốc đồ ôm trên thị trường giờ cũng rất là nhiều hả bà con, hiệu này hiệu kia đó. Nhưng mà thuốc nào cũng được. Thì đối với cái thành phần là chích sigraulae thì nó quản lý đồ ôm rất ok, ít có bị tính kháng thuốc hả bà con. Và đối với mặt độ đồ ôm mình thấy không có nên bà con mình xịt liều lượng khoảng một gói này 75g nữa. Bệnh gói hay sao đấy coi trong đây ha. 75g đậu ôm lá, 25g ừ. Bà con xịt cứ xịt một gói cho 3 bình ha. Một gói 3 bình cho gần 3 bình thì nó khoảng 1 bình rưỡi đến 1 đến 2 bình cho bức. 3 bình thì một gói này bà con có thể xịt ngừa cho được 2 công tầm cắt ha. Đối với cái mặt độ không có bệnh này ha. Thì xịt xương xương được rồi. Đó, rồi về cái cử 4 mấy ngày mình hơi xịt nữa thì nói chung thì nó không phát triển thì bà con mình xịt tiết kiệm đi. Đó, còn về dẫn vấn đề mà lem lép á, thì bà con mình để cho khoảng 45-47 ngày bà con xịt về mặt độ lem lép để quản lý nấm bệnh ha. Thì nói chung thì mặt độ nó cũng không phát triển, do thời tiết nắng nóng không có mưa nè, không có độ ẩm nên là nấm bệnh nó ít phát triển lắm, vi khuẩn cái này nữa. Nên bà con lưu ý cho vấn đề mà phòng ngừa nấm bệnh hay là vi khuẩn thì bà con lưu ý để tiết kiệm cho bà con á, thì bà con mình đừng có xịt ha. Nắng nắng lại ha, không có sao đâu. Đối với ôm sưng đây, về sâu thì đa số sâu thì bà con muốn xịt thuốc nào cũng được, sâu là được. Thì đây là thuốc chim sâu, chết nhanh diệt mạnh chim to không lo sâu kháng ha. Hoạt chất của nó là cũng là hoạt chất của thằng một cái hoạt chất giống như của Solo nè, clofenapy và chủ yếu là clofenapy, mấy hoạt chất kêu chắc gì có 1 0,1% à, nó chủ yếu là chỉ sâu cuốn lá thôi chứ không phải sâu phân ha. Thì nó cũng giống như thằng Solo thôi nhưng mà hiệu khác. Kế tiếp là sử dụng thằng Nonja 2, hiện này là của công ty Phúc Điền. Cái này để coi gây cái gì đó, để nhánh làm đồng chấu sẹt thành phần ở đâu ta, này chắc thằng này chủ yếu là phân bón lá mà con ơi. Nó là đạm tổng số là 1,82, lăng là 2 và kali là 1,6 ha. Và chung quy lượng vô manga 0,5 canxi chủ yếu là kẽm ha. Kẽm 1080 ppm mà mo. Thì nói chung mà con hỗ trợ này vô cũng ok, chung quy lượng nói chung lúa mà con hỗ trợ chung quy lượng là Thất Sơn nó mà con ok được ha. Nó còn nó phân giá nói về phân bón lá mà NPK đạm lăng kali mà nó chiếm tỷ lệ cao mà con xịt vô nữa Thất Sơn cũng thua luôn, tại vì bà con mốt phân bón gốc rồi mà xịt cái đó vô nữa thì nó không có tác dụng hết trơn, không có tốt gì nhiêu chứ. Bà con nên nếu bà con rải phân bón lá rồi thì bà con mình nên xịt chung quy lượng ha. Thì đối chung quy lượng sẽ giúp cho đồng của bà con tốt hơn. Thì nói chung nó vậy. Rồi Thất Sơn chia sẻ cho bà con nha.